Hàng xe của chợ Thăng Long Maria từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 11, bông cải xanh 69 cent 1 pound, dưa leo Việt Nam 99 cent 4 pound, avocado trái lớn 99 cent 7 trái, bắp tươi 99 cent 3 trái, cà phê G7 buôn dẻo hương 2 đồng 29 một gói, các chim vàng 2 đồng 79 một pound, sườn non 1 đồng 79 một pound, cánh gà giò heo lóc xương 1 đồng 29 một pound, chả lụa chả quế không hàng thay mua 2 tặng 1. Chợ Thăng Long Maria có bán chả cá nguyên chất, có bán cá để làm chả. Chợ Thăng Long Maria có tặng thẻ tiết kiệm khi mua trên 10 đồng, không tính hàng xe và gạo. Chợ Thăng Long Maria có bán các loại mắm ba miền và nhận chương trình quyết, có giá sỉ cho các nhà hàng. Địa chỉ 12451 đường Westminster, thành phố Santa Ana, góc Westminster và Clinton, giữa Harbor và Fairview. Điện thoại 714 554 1838.